Sân khấu một chút ạ. Ngọc Thảo thân mến, khi nhắc đến sông Vàm thì người ta cũng thường hay nghĩ đến hình ảnh của một cô gái cổ quấn khăn rằn mặc áo bà ba đang chèo thuyền vượt sông. Và ngày hôm nay thì hình ảnh ấy lại được tái hiện trên sân khấu rất đẹp, rất quê hương qua bộ trang phục mà Thảo đang mặc trên người. Và Quỳnh Giao cũng được biết sông Vàm cũng là quê hương của Thảo. Vậy thì Thảo có thể kể cho khán giả biết được nhiều hơn về nơi mà bạn đã sinh ra và lớn lên được không? Dạ. Ngọc Thảo rất là vui sướng và tự hào khi hôm nay Ngọc Thảo được diễn một trích đoạn nói về ca ngợi thì quê hương của Thảo là quê hương Long An, nói về dòng sông, dòng cỏ. Quê hương Long An thì có dòng sông và có cái nơi truyền thống đờn ca tài tử. Và kính thưa quý vị, quê hương ấy cũng đã sinh ra một Lê Thị Ngọc Thảo với chất giọng ngọt ngào để bạn tự tin đến với cuộc thi chung vòng vọng cổ và cũng đã khẳng định được mình ở giải chung bạc.
Ngọc Thảo thân mến, bạn là một trong ít những thí sinh mà nhận được rất nhiều bình chọn của tất cả khán giả, phần đông những khán giả trong suốt cả năm đêm thi chung kết. Chúng tôi nghĩ rằng tình cảm của khán giả dành cho bạn rất là lớn và chắc hẳn là Ngọc Thảo cũng có những tình cảm đặc biệt dành cho khán giả, phải không ạ? Vậy thì nếu như bây giờ cho bạn một phút thì Thảo muốn nói gì với khán giả của mình? Ngọc Thảo không biết nói gì hơn, Ngọc Thảo chỉ xin chân thành cảm ơn toàn thể khán giả đã yêu thích và bình chọn Ngọc Thảo suốt cuộc thi chung vàng giọng cổ vừa qua. Đó cũng là một động lực để Ngọc Thảo tiến xa hơn trên con đường sắp tới đây. Ngọc Thảo sẽ đi trên con đường này. Một lần nữa Ngọc Thảo xin cảm ơn rất nhiều toàn thể khán giả. Và chúng ta cũng hy vọng rằng sau khi trở về từ cuộc thi chung vàng vọng cổ thì con đường đến với nghệ thuật cải lương của Ngọc Thảo sẽ càng rộng lớn hơn. Và Ngọc Thảo hãy yên tâm, khán giả sẽ luôn bên bạn và ủng hộ bạn. Chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho Lê Thị Ngọc Thảo. Và kính thưa quý vị, tham gia trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép giới thiệu các ban nhạc. Về phía ban nhạc cổ, xin được trân trọng giới thiệu các nhạc sĩ Hoàng Thành, Xuân Hoàng, Mai Hoàng Tiên và nhạc sĩ Minh Hiền. Về phía ban nhạc tân, xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Minh Tâm, Võ Hiệp, Thanh Dũng và nhạc sĩ Thái Dũng. Xin được cảm ơn các nhạc sĩ đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và liên tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Nhân Hậu qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, ca khúc Hoa Lục Bình cùng với phần minh họa của nhóm múa Vân Việt. Chuyện diễn bao chiến công áo mưa gai nhỏ bên sông.
tình tri âm đón đây tao hổ trội lên câu hát quê tình nghe thấm đậm hồn quê mùa sang sự sang không yêu gì họ không yêu không xê sàng
lại các giải thưởng của các kỳ chung vàng trước với Lê Văn Gàng, Thu Vân, Ngọc Đặng, Thanh Tâm, Tuyết Thảo qua bài Long Đăng của tác giả Hữu Lộc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với trích đoạn cải lương Nghĩa sĩ Cần Duộc, tác giả Nguyễn Minh Tuấn, Đăng Minh, với phần phụ diễn của nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh, nghệ sĩ Chiêu Hùng, Minh Trường, và đặc biệt là sự góp mặt của Chuông Vàng 2012, Phạm Thị Huyền Trang. Ở tôi. Thưa bà, hôm nay tôi mời bà đến đây với tất cả tấm lòng của tôi và sự quý trọng ông bà. Đức nước Pháp của chúng tôi rất cần và nhờ bà giúp đỡ, hãy thế nào để giúp dùng cho tôi, bà hãy nên thuyết với ông bố nhà mình. Bà vì ông ta là một người rất tài giỏi. Sau đó rồi bà cần gì, ông cần gì, xin bà cứ nói, chúng tôi sẵn sàng để giúp đỡ cho bà và ông tất cả. Về chúng tôi, bà sẽ có tất cả. Nhà cao, cửa rộng, ăn sung mặc sướng, tiền của phủ phê. Chồng tôi đâu? Hãy cho tôi gặp mặt chồng tôi. Thưa ngài, vậy là bà đã đồng ý rồi đó thưa ngài. Lê Lâu! Thưa tôi tới đây. Bà cứ đáng lại, bà đáng lại đây trong vài giây thôi, ông Tú sẽ đến đây để gặp bà. Sau đó rồi bà sẽ được tự do, ông và bà sẽ được cùng nhau để nói chuyện tâm tình của nhau nhé. Tôi xin phép bà. Nhớ hãy đối xử với ông bà như là hàng thượng khách. Khuyên chồng bà về với Đại Pháp đi để được yên thân, nếu không hậu quả sẽ ghê gớm lắm đó. Còn em thì luôn dõi em mắt anh.
Mình ơi.
chỉ nói đùa để thử lòng em thôi. Chứ đời nào chồng em lại chọn đi trái ngược với lương tâm. Ta cũng biết nàng thử lòng ta mà. Mình ngồi xuống đây đi mình. Mình uống nước nha mình. Nước mưa em ứng ở mái chùa Tôn Thạnh đó. Mình uống đi mình. Xin ông bà hãy dùng nhé. Mời ông bà. Kìa, mình, người ta đã có lòng tốt thì vợ chồng mình không nên từ chối. Ngồi đi mình. Món gì vậy mình? Cá đó mình. Còn đây nữa nè. Món gì? Thịt đó mình à. Cá, thịt, hèn chi. Hèn chi sao mình? Ta nghe tánh mùi máu. Về mình. Hà đuôi à, mà giữ đầu nhà còn hơn sáng. Xin cảm ơn phần biểu diễn của các nghệ sĩ. Chào Phạm Thị Huyền Trang. Vâng ạ, à, chúng tôi vẫn còn thấy niềm tự hào, niềm vui vẫn rạng rỡ trên nụ cười của bạn. À, thưa quý vị và các bạn, Phạm Thị Huyền Trang hiện nay đang sinh sống và công tác tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ. Và Huyền Trang ơi, có thể nói đây là lần đầu tiên mà chương trình báo cáo của cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ được tổ chức ngay tại nơi mà thí sinh đoạt giải cao nhất đang còn sinh sống và hoạt động nghệ thuật. Niềm vui nối tiếp niềm vui đúng không? Vậy thì bây giờ bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình cho quý vị khán giả được biết đi ạ. Dạ, Huyền Trang xin kính chào quý vị khán giả kính mến ạ. Trang thật sự rất là vui khi mình năm nay mình đạt được danh hiệu Chuông Vàng. Và đặc biệt niềm vui ấy càng to lớn hơn khi Gala Chuông Vàng lại diễn ra tại thành phố Cần Thơ, là nơi mà Trang đang công tác và làm việc. Thì Trang cũng xin gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ đã tạo mọi điều kiện cũng như thời gian để Trang có thể tập trung toàn lực để dành cho hội thi Chuông Vàng năm nay. Và đây cũng là nơi mà để Trang học tập và rèn luyện. Đồng nghĩa với đó thì Trang cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức của Chuông Vàng Vọng Cổ đã tạo điều kiện cũng như thời gian để cho tất cả các thí sinh Chuông Vàng có được những phần thi diễn thành công hoàn hảo trên sân khấu. Và sau đây thì Trang cũng có một điều rất thiêng liêng, đó là mình rất hạnh phúc khi được sinh ra là người con đến từ quê hương Bạc Liêu. Vâng ạ, và Cường còn nhớ như in là khi mà chỉ còn Phạm Thị Huyền Trang và Lê Thị Ngọc Thảo chờ đợi danh hiệu Chuông Vàng 2012, thì khi nhắc tới cô gái đến từ Bạc Liêu thì bạn đã vỡ òa ra. Bởi vì quê hương Bạc Liêu luôn là một vị trí quan trọng trong trái tim của bạn. Thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ dành cho bạn một món quà rất là bất ngờ, và chắc chắn là bạn rất là thích và tự hào về món quà đó. Đó chính là những bông hoa tươi thắm đến từ lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dành cho bạn.
Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Thiện, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu lên tặng hoa cho thí sinh Phạm Thị Huyền Trang. Dạ, cảm ơn ạ. Lời lần nữa là muốn nói gửi đến khán giả, Trang xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả tại thành phố Cần Thơ và quý vị khán giả gần xa qua sóng của HTV đã dành cho Trang tình cảm ủng hộ suốt thời gian Trang thi diễn, và Trang cũng rất mong rằng là bước đường sắp tới, nghệ thuật hướng tới tương lai của Trang luôn luôn được quý vị khán giả thương và dành tình cảm ủng hộ cho Trang trên bước đường sự nghiệp. Trang cảm ơn. Quý vị và các bạn có thương và ủng hộ cho Trang không ạ? Có ạ. Một tràng pháo tay thật lớn nha. Cảm ơn Phạm Thị Huyền Trang nhiều lắm. Thưa quý vị các bạn, và chúng ta hãy cầu chúc cho các bạn thí sinh cũng như là các bạn trẻ sẽ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương, cũng như là có cơ hội biểu diễn, rèn luyện nhiều hơn nữa để cho các bạn có thể đạt được ước mơ trở thành một diễn viên cải lương chuyên nghiệp. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những bạn trẻ đầy tâm huyết đó, đó chính là Võ Minh Lâm, Như Quỳnh, Tuyết Thảo, Ngọc Đặng và Thanh Tâm qua ca cảnh mang tên Tiểu Khúc của tác giả Hoàng Song Việt. Thank you.